Xin chào tất cả các bạn nhé. Tiếp tục trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia testnet của sàn giao dịch phi tập trung có tên là Etherswap nha các bạn. Đây là một dự án của DeFi thế hệ tiếp theo được cung cấp bởi công nghệ ZK nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần copy phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn download về một app có tên là Arenit nha các bạn. Rồi các bạn dán vào trình duyệt wiki browser tất cả các bạn nha các bạn. Sau đó các bạn thêm vào ROM nha các bạn. Rồi sau đó các bạn mở app ra nè các bạn. Thì các bạn mở app ra, các bạn tạo ví nó cũng tương tự như là ví Chuk Wallet hoặc là MetaMask nha các bạn. Sau khi các bạn đã tạo ví xong thì các bạn copy cái link test này nè các bạn. Ở cái địa chỉ ví của mình nè các bạn. Các bạn chọn mạng Relay Testnet nha các bạn. Rồi sau đó các bạn copy địa chỉ ví của mình nha các bạn. Các bạn đi forget là được 0.002 test để làm PR nha các bạn. Các bạn nhấp tiếp các bạn link forget test của mình nha các bạn. Rồi bạn dán vào nè. Bạn nhập vào, tôi không phải là người máy. Rồi các bạn bấm yêu cầu nha các bạn. Rồi các bạn sẽ đợi là từ khoảng 30 giây cho đến 1 phút nha các bạn. Thì rồi nó sẽ tự động gửi ETH cho các bạn nha các bạn. Sau khi các bạn đã forget con token ETH xong xuôi thì tiếp tục các bạn copy phần link forget thứ hai của mình nè các bạn, để mình đi dòi con token 3 và token LAN nha các bạn. Thì các bạn cũng dán vào trình duyệt wiki browser của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn chọn trang web cho máy tính nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào connect nha các bạn. Rồi sau khi connect, rồi các bạn mở địa chỉ ví của mình ra nha các bạn. Ví nào đâu ta? Rồi ví Arenit. Rồi các bạn bấm vào xin nha các bạn. Là confirm. Rồi sau đó các bạn bấm vào mục forget này các bạn. Rồi các bạn sẽ chọn là token LAN nha các bạn. Các bạn sẽ min là 100 nè. Rồi các bạn mở địa chỉ ví của Arenit của tất cả các bạn ra, các bạn xác nhận nha các bạn. Bấm xin nè. Rồi tiếp tục thì các bạn forget tiếp tục con token 3 nha các bạn. Thì các bạn cũng chọn là 100 nha các bạn. Min tối đa là 100 nha các bạn. 1000 min không được hả? 1000 thì min luôn hả? Rồi các bạn bấm min nha các bạn. Rồi các bạn bấm xin nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã forget được con token 3 và con token LAN xong thì các bạn chỉ copy phần link test cho phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn copy link test này nè các bạn. Forget. Rồi sau đó thì các bạn sẽ swap qua con token 3 qua token LAN nha các bạn. Sorry các bạn vào các bạn connect nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một launch app nè. Connect lại chưa? Rồi các bạn nhấp vào dòng danh cùng các bạn. Các bạn chọn là con token LAN nha các bạn. Dưới đây thì các bạn chọn con token 3 nha các bạn. Rồi trên đây thì các bạn sẽ swap qua là có bao nhiêu các bạn sẽ swap tùy các bạn nha các bạn. Mình có 200, mình sẽ swap 200 nha các bạn. Rồi bấm vào confirm swap nha các bạn. Đây thì các bạn chỉnh phí ga lên cao cao nha, 1% nha các bạn. Các bạn 1% đi các bạn để cho lót nhanh chút nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ ví Arenit cho tất cả các bạn ra, các bạn xác nhận nè các bạn. Bấm xin. Ok, mình đã swap. Ok, mình đã swap. Rồi các bạn swap xong thì bạn bấm vào Robux nha các bạn. Blast lên. Ủa sao Binance đi gọi thinh người ta? Không phiên swap. Sàn này swap chậm quá các bạn ơi. Mình đã chỉnh phí ga lên khá là cao luôn, 1% luôn rồi. Mà swap hoài. Ok, mình đã swap thành công rồi các bạn. Mà Binance của mình nó không giật. Sàn bị lỗi. Để mình chụp màn hình lên nha các bạn. Để mình gửi feedback nha các bạn. Nha các bạn, sau khi các bạn đã swap top càng lên qua top càng 3, giờ các bạn swap lại top càng 3 qua top càng lên nha các bạn.
top càng lên qua top càng 3 nè. Mình sẽ swap là 100 nha các bạn. Rồi, bấm vào swap nha các bạn. Rồi bấm vào config swap nè. Trong khi test các bạn gặp lỗi gì thì các bạn nhớ chụp màn hình lại nha các bạn để có feedback nha các bạn. Rồi bấm xin. Ok, cái phần swap này bị lỗi các bạn. Tiếp tục con qua một bull nha các bạn. Rồi sau đó các bạn mình sẽ hát quýt DT nha các bạn. Bạn bấm nhầm một chú cộng nè. Rồi đây thì balance mình sẽ có là 300 top càng lan. Mình sẽ hát là 50-50 nha các bạn. 100 thì nó sẽ là 29 top càng 3 ha. Thì mình sẽ là 200. 200 là 58 top càng 3. Rồi các bạn cứ hát quýt DT đi dạo nha các bạn. 100. Rồi các bạn đi bullshit vào nha các bạn. Rồi bấm vào config swap nha các bạn. Nghĩa là 100 top càng lan thì ghép với 5 là 85 top càng 3 nha các bạn. Rồi bấm vào config. Rồi các bạn mời địa chỉ ra các bạn xác nhận nha các bạn. Ok. Quá lỗi gì khó làm quá các bạn. Sau khi đi bullshit thì các bạn nhớ bấm xin nha các bạn. Vì mà nãy mình mất mạng nên nó lóc vòng vòng hoài. Rồi sau khi các bạn đã chờ đi bullshit cho xong thì bạn bấm vào một quýt dao nha các bạn. Rồi các bạn đây xe các bạn sẽ quýt dao rút ra nha các bạn. Vì chờ lâu quá các bạn chỉnh ra lên 1% nha các bạn. Ok. Chỉ nữa các bạn rút ra nha các bạn. Các bạn balance có tất cả bao nhiêu thì các bạn remore cho các bạn 50% thôi các bạn. Ví dụ như mình đã anh liquidity là tổng cộng bull là 85 thì các bạn rút ra khoảng 40 thôi nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn copy tiếp phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Đây này nè, link test F2 nha các bạn. Rồi các bạn cũng dán vào bằng connect nha các bạn. Rồi các bạn có connect nha các bạn. Rồi sau đó các bạn đi bullshit vào nha các bạn. Bắn xì từ phần lan. Bấm vào đi bullshit nha các bạn. Đây thì rồi các bạn đi bullshit vào top càng lan của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn không có thì các bạn có thể đi forecast nha các bạn. Mình sẽ đi bullshit vô 100 nè. Rồi các bạn bấm vào ADD nha các bạn. Rồi bấm xin nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã đi bullshit vào 100 lan top càng lan xong thì các bạn copy phần link gửi feedback nha các bạn. Các bạn join cho Discord. Rồi trên Discord thì các bạn chấp nhận là mời nha các bạn. Rồi khi vào thì các bạn cắt bot hả? Các bạn like đi các bạn. Rồi các bạn like vào cái ảnh này nè các bạn. Rồi sau đó các bạn tìm từ khóa là feedback nha các bạn. À đi thay feedback. Rồi các bạn qua phần test net chat nha các bạn. Rồi khi gặp lỗi gì thì các bạn gỡ bức ảnh các bạn chụp màn hình khi test các bạn và kèm theo cái địa chỉ của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi vậy video của mình đã hướng dẫn các bạn và các bạn apply nè. Rồi các bạn vô đây các bạn like nó luôn đi các bạn. Thiệt nè. Rồi cái phần gửi feedback là trong phần testnet chat này nha các bạn. Rồi vậy video của mình đã hướng dẫn các bạn testnet của sàn Starswap đến em kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.